Hello, xin chào tất cả mọi người. Đây, quay trở lại với channel của mình nhá. Và hôm nay thì vẫn như mọi hôm mọi người ạ. Hôm nay lại vẫn tiếp tục đi nhà ông ở dưới sông. Hôm nay thì cả Bé ơi. vợ em và em đi, cũng cả con đi. Ở nhà thì là được tầm 20 cân, được tầm 20 cân. Thôi và bây giờ chuẩn bị về nhà rồi, và mình xin tạm dừng video tại đây nhé. Bye bye mọi người.